giới, định, tuệ và 8 con đường chân chánh có thể phá trừ tất cả nhận thức sai lầm. Ta nhắc lại thêm một lần nữa, đó chính là chánh kiến, đó chính là chánh tư duy, đó chính là chánh ngữ, đó chính là chánh nghiệp, đó chính là chánh mạng, đó chính là chánh tinh tấn, đó chính là chánh niệm và đó chính là chánh định. Một thầy tỳ kheo mà ở trong thời Đức Phật cho tới ngày nay, khi xuất gia thì không có tài sản riêng ngoài cái y và bát, và sống bằng đời sống khất thực. Ở thì thường thường ở dưới gốc cây hoặc là ở trong một cái nhà nhỏ một cửa theo quy định của luật. Tỳ khưu chỉ chừng đấy thôi, tỳ kheo ni cũng chừng đấy thôi. Đây là luật quy định. Ngoài ra đó, còn quy định thêm một cái điều nữa đó là tỳ khưu và tỳ kheo ni chúng ta không được làm những cái việc mà luật không cho phép. Thí dụ như bây giờ không được tham gia vào chính trị, không được làm thương mại, không được sản xuất. Đây là luật không cho phép. Mà chỉ sống một cái đời sống duy nhất là khất thực để sống. Và thêm một điều nữa đó là có thể nhận được cái sự hiến cúng của đàn diệt. Nhưng mà hiến cúng của đàn diệt thì chúng ta cũng không được tích trữ quả đêm. Nam truyền Phật giáo thì người ta vẫn giữ nguyên cái này từ trước cho đến nay, mà tôi nghĩ còn mãi về sau nữa. Đó là cái gốc của đạo Phật. Anh, con đừng ngạc nhiên. Ta không phải là vị Buddha đầu tiên, cũng không phải là vị Buddha cuối cùng trên trái đất này. Đồng thời, sẽ có một vị Buddha khác xuất hiện trong thế gian, bậc Thế Tôn, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Minh Hạnh Túc, bậc A-La-Hán, bậc Thế Gian Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, bậc Thiên Nhân Sư. Vị Buddha tương lai ấy sẽ khai sáng cho các con những chân lý vô thượng, cũng như chân lý mà ta đã dạy cho con. Ngài ấy sẽ thuyết giảng giáo pháp của mình, hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa và hoàn hảo đoạn cuối. Ngài sẽ tuyên bố đời sống giải thoát hoàn toàn tịch tịnh, cũng như những gì hôm nay ta đang tuyên thuyết. Chúng đệ tử của Buddha ấy lên đến hàng ngàn vị. Buddha ấy sẽ có danh hiệu là Maitreya. Chào thầy. À dạ. Dạ mô Phật. Không có chú ngồi đây hả? À dạ. À anh Tâm, thầy biết ra kìa. Có, phải có chú ngồi đây. Dạ có dạ. Thầy. Ông bán ly cà phê rồi ông qua. Đúng là hôm nay chúng còn cũng có nhân duyên. Vâng. Cũng giờ này năm kia thầy cách đây mấy hai dạ, mùa xuân. Dạ. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng 2024. Hôm nay có nhân duyên lành gặp được thầy ở thầy về chỗ khu rừng. Hồi tối là thầy ngủ ở đâu thầy? Dạ hồi tối con ngủ ngoài nghĩa địa. À, nghĩa địa ở đây dạ, hả thầy? Nghĩa địa cách đây khoảng mấy 100 mét á. Dạ mô Phật. Nghĩa địa ở xã An Nam gần ngoài đằng sau khu rừng của con. Vâng. Dạ mô Phật. Dạ là thầy ngủ ở đó. Dạ là giờ này thầy có quay lại đó nữa không? À, dạ không, con giờ đi về Ea Ca Leo để đi Gia Lai, để đi Hà Nội Cao Bằng. À thì bây giờ thầy đi tiến trình ra Cao Bằng Hà Nội luôn. Dạ con đi miền Bắc. Dạ mô Phật. Thầy đi bao nhiêu năm rồi mà thấy sức khỏe thầy cũng vẫn y như vậy, cũng không già mà cũng mô Phật, con cũng mừng. Vâng. Dạ. Dạ con thì mùa hành, mùa nắng, mùa mưa thì ở một chỗ. À mùa mưa thì ở chỗ ở đâu thầy? Mùa nắng thì đi, mùa mưa vừa rồi thì ở dưới Nha Trang. Dạ vừa con vừa mới đi ở đây chắc như ở một tháng ở chỗ huyện Ea Ca, rồi con mới đi sang đây hơn một tháng rồi đó. Dạ mô Phật, huyện Ea Ca xuống đây hơn một tháng. Dạ, dạ từ dưới Nha Trang á, nhưng mà ở hôm mùng 3 con mới đi cơ. Dạ cách đây mấy tháng rồi con coi trên YouTube á, con nghe mấy chú YouTube nói là mấy tháng nữa là thầy đi về Đắk Lắk. Mà con không biết thầy đi là thầy có nhớ chỗ con không nữa, tại vì gặp một lần mà hôm nay đúng là cũng nhân duyên. Đi trên đường á, duyên mới gặp được, có nhiều dạ. Nhiều khi mà lỡ đi qua tối hay sớm thì không gặp được. Mô Phật.
thời gian khất thực thì hữu duyên thì gặp thì bố thí thì được. Dạ. Mà là ông xã con gặp thầy thỉnh vô đây chứ không, mà nếu như không gặp là thầy đi luôn rồi hả? Vâng, thầy qua được. Di Đà Phật, Mô Phật. Con được mọi người thì cũng giống như cha mẹ. Dạ. Con cũng tới đó nhưng mà mọi người cũng như vậy thì con không kêu được và không hữu duyên thì thôi. Dạ. Dạ. Nếu mà nhìn thấy biết thì bố thí cho khi vật thực gì thì cũng trên nước hay là khi bánh, khi cơm gì đấy thì con cũng đều nhận cả. A Di Đà Phật thì mọi người mà dạy rồi thì mới bố thí được. Dạ. Đó, xin nhà. Dạ. Xin thầy hoan hỷ, con có gì con cúng dường cái đó. Vâng. A Di Đà Phật. Dạ. Mô Phật. Dạ. Cái cơm nguội cũng được, cái kẹo cũng được, cái cây cũng được, cái bánh, cái nói chung tất cả mọi người trừ cái đồ mặn ra, con ăn mặn được. Dạ. Tại vì buổi sáng là con cũng nấu cơm, vậy con cũng ăn chay á. Dạ, dạ. Con cũng nấu cơm buổi sáng cho nên là con chưa có dùng. Dạ, thấy thầy dạ. Con mày tới cúng dường thầy. Dạ. Con đi như thế này, bộ hành như thế này thì con nguyện cho mọi người luôn luôn được hạnh phúc. Dạ, dạ lúc nào cũng đều được tốt đẹp cả. Dạ. Vậy là mấy năm nay hồi mà con gặp thầy là thầy đi từ đâu đến đâu rồi thầy quay lại? Bình Phước. Dạ. Thì trong Bình Phước này con đi về phía Bình Dương, rồi con về dưới Nha Trang, con ở dưới tránh mưa dưới đây giờ mùa khô con mới đi. Mô Phật. Dạ. Dạ trên đường đi thầy đi có gặp rắc rối gì không thầy? Dạ đi đến đường thì cũng có chuyện này chuyện kia, cũng có nhờ chuyện tốt cũng có, chuyện buồn cũng có, chuyện người ta nói cho cũng có, nhưng mà đều học tập vui vẻ cả. Đi này là để mình tập học, để tập xả bỏ cái tâm mình đừng có sân hận với ai nữa. Là mình tập thôi nhưng mà cũng có đấy. Chẳng hạn như người ta nói cho kêu sao hồ thì về mà đi làm và ăn đi, đừng có đi ấy nữa, đi tu hành gì thế nữa. Dạ. Thì con mong cho họ được vui vẻ hạnh phúc, và nói là đi làm ăn thì việc của bác thì bác làm ăn, việc của con tu hành thì việc của con. Dạ. Chứ cũng ai bây giờ thì tự do, ai muốn học tập thì học tập, ai muốn làm ăn thì làm ăn, chứ không có quyền cấm ai hay là nói ai phải như thế này được cả. Ai cũng có quyền tự do về bình đẳng học tập của họ mà. Nên là mình cũng mong cho họ đều được tốt đẹp. Yeah. Thấy thầy con cũng rất là hoan hỷ, mà thấy nhiều cái clip lên YouTube á. Thấy thầy đi rồi nhiều kẻ xấu á, họ này nọ với thầy thấy rất là tội nghiệp. Thì cũng mong cho tất cả bà con, cô bác, anh chị em mà nếu thấy thầy đi trên đường thì cũng đừng có làm những cái chuyện xấu đến với thầy. Con còn mong cho thầy được bình an, năm mới thầy được nhiều sức khỏe để mà giáo hóa trên con đường chánh pháp, để dạy dỗ chúng sanh, để mà khi mà có nhân, ai có nhân duyên lành thì gặp thầy. Con xin thành kính tri ân thầy. Thưa mọi người, là nhờ những cái người xấu đó mà giúp cho mình học tập được. Họ là những cái thiện hữu trí thức, để mình xem họ làm như thế để xem mình có sân hận hay không, mình mới biết được cái tâm của mình như thế nào. Chứ mà ai cũng tốt đẹp với mình cả, mình cứ tưởng là mình học được rồi nhưng mà không phải. Phải có như Đức Thế Tôn thì phải có Đề Bà Đạt Đa làm như thế thì ngài mới thành được. Chứ không có những cái người mà ấy cho mình là không biết mình có sân hận không, họ chửi mình cái đá chứ không có. Nhưng mà những cũng nhờ những cái người đó mình mới học tập được. Mô Phật, một lần nữa con xin thầy cho con biết cái pháp danh của thầy, lâu quá là con không nhớ. Dạ, pháp danh của con là Minh Tuệ. Minh Tuệ. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, dạ. Chúc thầy đi trên đường tự độ bình an. Đi ngang đây thì gặp mọi người thì tất cả mọi người, con giờ bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ rồi đi tu hành rồi, giờ tới đây gặp gia đình mọi người đây, con cũng giống như người thân với cha mẹ của con. Dạ, A Di Đà Phật. Con cũng mong cho mọi người được hạnh phúc. Dạ. Nếu có nhân duyên lành thì thầy mấy năm sau thì quay lại gia đình con. Khi nào đi á, nói chung là con thì bộ hành, khi nào bộ hành mà hữu duyên thì
với khất thực được. Dạ mô Phật. Dạ A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. Đó là thầy Thích Minh Tuệ, hay còn được gọi là tu sĩ Thích Minh Tuệ. Không biết là bao lâu nữa, bao nhiêu năm nữa thì mới có được một người thầy, một người tu sĩ giống như vậy. Trước khi bàn về tu sĩ Thích Minh Tuệ, Tài có một câu hỏi muốn đặt cho tất cả mọi người như thế này. Có phải khi chúng ta tu tập là chúng ta sẽ bỏ đi tham sân si, hỷ nộ ái ố trong cuộc đời này, không có phân tách nhiều, không có hơn thua với đời, không có hơn thua với miệng lưỡi dùng từ ngữ thông minh của mình để lên mặt với người khác, có đúng như vậy không cô chú? Vậy thì nếu như nói rằng là đúng, vậy thì Tài chắc chắn một điều, nàng diễn viên Angela Phương Trinh chưa phải là một vị tu sĩ. Bởi vì cô nàng này còn có tính đố kỵ, còn có tính sân si, khi lên mạng phân tách rằng là tu như thế này mới là tu, tu như thế kia chưa phải là tu. Không đúng. Chúng ta đến chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta ăn chay, nhưng lòng chúng ta không tu thì đó cũng chưa phải là tu sĩ. Chúng ta tu hạnh tại nhà, thờ cha kính mẹ, thượng Phật mỗi ngày 2 buổi, 3 buổi, chúng ta giữ cho mình cái lòng tu nhân, tích đức ở đời, tu hạnh theo hạnh nguyện của Đức Phật, thì đó vẫn gọi là một tu sĩ tại gia. Chúng ta vẫn là một tu sĩ. Vậy thì cách tu nó không phải được mệnh danh, nó không được đem ra để cân đo đong đếm là cái cách tu đó có phải là thầy tu hay không, có phải là tu sĩ hay không. Không có phân định như vậy được. Mà chính cái người tu đó, chính những cái người xung quanh họ nhìn thấy cách tu của họ, cách sống của họ, mà người ta sẽ tự động hiểu được rằng là à, đây là một tu sĩ hiện thực của đời thường mà chúng ta đang được nhắc đến tại đây, đó chính là thầy Thích Minh Tuệ. Chưa có nước nào trên thế giới kể từ thời của Đức Phật đến nay, vào mỗi buổi sáng thức dậy giống như một thói quen hàng ngày, cả một dân tộc của mình lại vội vàng mở cái điện thoại ra theo dõi hành trình của một vị hành giả như vậy. Chưa có một vị tu sĩ nào được bình luận, phân tích, dự đoán và đợi chờ đến như vậy. Bất cứ nơi nào, từ trong nhà ra nơi công cộng, từ quán cà phê đến nhà hàng, từ chợ hẻm đến siêu thị lớn, vân vân, ai cũng nói đến thầy Minh Tuệ với một cái sự là tôn kính vô bờ. Chứ không phải giống như là thầy thích chuyển khoản, thầy thích đồng hồ, không giống à nghe. Có thầy Pháp nào mà lên mạng ca tụng, tiền của chúng ta làm chúng ta không có được xài, tiền của mình là mình phải đem cúng cho chùa, nhà của mình ở gần chùa là mình phải đem mình cúng cho chùa luôn, đất đai của mình là mình phải cúng dường cho chùa, mình không được karaoke luôn. Gì kỳ vậy? Người ta làm, người ta có tiền, người ta sử dụng, người ta buồn, người ta có một món ăn tinh thần là ca hát để người ta quên đi cái nỗi buồn, cái nỗi đau, những cái mệt mỏi trong đời sống thường nhật, để mà người ta có thể là có động lực hơn, có một cái niềm vui riêng nào đó nhỏ nhặt nhất, để mà người ta có thể là người ta lấy lại cái vốn sống của người ta. Mà không cho luôn, rồi lấy đâu ra làm ra tiền để mà chuyển khoản cho ông, mà mua sắm đồng hồ cho thầy, hả thầy thích đồng hồ rồi thích chuyển khoản ơi. Nhiều người á ngụy biện, lập luận, rồi dẫn dắt chứng minh rằng câu chuyện xảy ra về thầy Minh Tuệ là do hiệu ứng của đám đông, tính hiếu kỳ, mê muội và quan tưởng của một số dân Việt Nam. Đặc biệt nàng Angela Phương Trinh đã nói như vậy. Nhưng cô hãy biết một điều rằng, một người, 10 người, 100 người, 1000 người có thể sai, nhưng không thể có chuyện hàng chục triệu người sai cùng một lúc được. Chúng tôi có não cô gái à, một diễn viên chưa chắc hẳn là đã bằng người thường đâu. Mình có tài năng đó, mình được học hỏi, được học tập tại ngôi chùa lớn, nhưng bạn chưa chắc gì đã có kiến thức được bằng một người tu sĩ tại gia đã trải qua nhiều năm khổ hạnh đâu. Nếu nói về sự tu tập hiểu biết, dùng từ ngữ có thể bạn hơn thầy Minh Tuệ. Nhưng nếu nói về cái hạnh đầu đà, cái hạnh nguyện đi từ đây tới đó, hạnh nguyện đầu trần, chân đất, thì cô ơi cô chưa có đâu, bởi vì cô còn ngồi xế hộp, cô còn đi cao gót, cô còn tham sân si, cô còn váy áo lộng lẫy, trong khi đó thầy lại ngồi vá từng mảnh vải để che lấp thân, được gọi là y bào.
Một điều ai cũng hiểu là thầy Minh Tuệ không hoằng pháp, thầy không có rao giảng đạo lý, thầy không có rao giảng đạo Phật. Nhưng chính cái cách hành pháp của thầy là một cái bài giảng thuyết pháp hùng hồn, đầy thuyết phục đến hàng trăm triệu người, không riêng Phật tử, cả tín đồ công giáo, tinh lành, cao đài đều khát khao có một cái niềm tin tâm linh, cũng như những lời là tán thán, biểu dương xuất phát từ đáy lòng đầy sự ngưỡng mộ của họ dành cho thầy. Bởi thế cách đây khoảng 200 năm, đại văn hào người Pháp Victor Hugo đã viết như thế này: hãy sống theo niềm tin của mình và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới này. Ông đã viết như vậy đó cả nhà. Mong thầy Thích Minh Tuệ sẽ luôn bình an trên vạn dặm đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi có một luận đàm như thế này. Đức Phật đã từng dạy: không nên vội tin những gì Ngài nói mà không có sự thẩm xét. Thông qua kinh nghiệm của bản thân, Ngài đánh giá cao cái khả năng thực hiện, thực nghiệm của cá nhân và cho rằng chỉ có sự hiểu biết thông qua kinh nghiệm tự nội mới đích thực là niềm tin sáng suốt đáng tin cậy cho con người trong cái chiều hướng mưu cầu hạnh phúc. Ngài chủ trương giải thoát cá nhân nên tôn trọng ý chí và tự do cá nhân trong cái cách tiếp cận chân lý của Đức Phật. Đạo của Ngài nổi tiếng với lời nói thân thiện, đó là es básico, nghĩa là mời bạn đến và thấy. Với Đức Phật, chỉ có thực nghiệm cá nhân mới là người mách bảo cái hướng đi hạnh phúc tốt nhất cho con người và mọi người. Mọi triết lý, mọi triết thuyết truyền thống, kiến thức, kinh điển sách vở và thậm chí là cả bậc thầy của mình chỉ có thể giúp gợi mở cái con đường thôi. Tôi nói ở đây điển hình là thầy Thích Chân Quang. Ông có thể lên nói hàng trăm cái điều hay, đó chỉ là con đường dọn mở, cung cấp các cái giải pháp thực nghiệm, nhưng không thể nào đoán chắc được hạnh phúc cho cá nhân của người đó được. Sức cảm hóa thực hành giáo pháp hạnh đầu đà của thầy Minh Tuệ, hay còn được gọi là của sư Minh Tuệ, đã làm thức tỉnh Phật tánh của rất là nhiều chúng sinh. Tôi lấy ví dụ có một cô đó tên là Thanh, là một Phật tử ăn chay thực dưỡng, tâm sự với tôi rằng như thế này: Tài ơi, cô mừng quá, ông chồng của cô á năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, mà bao nhiêu năm nay không có chịu hiểu và tin Phật pháp. Mỗi lần mà cô lại Phật tụng kinh á, ổng cười nhạo không à. Nhưng mà chỉ từ khi xuất hiện hình ảnh và việc thực hành hạnh tu của sư Minh Tuệ, ông ấy như bừng tỉnh về Phật pháp. Ông ấy bây giờ suốt ngày theo dõi từng bước chân tu tập của thầy sư Minh Tuệ và tán thán cảm thán rất là nhiều. Hoằng pháp không chỉ là thuyết giảng cao siêu, mà việc thực hành giáo pháp giữ giới miên mật mới là bài giảng sống động nhất và đi vào lòng người hơn bao giờ hết. Cô Angela Phương Trinh và thầy Thích Chuyển Khoản nhớ nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.